Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khả Nam ơi. Và ngày hôm nay thì Khả sẽ làm nhiệm vụ gia tạo móc 2k. Móc 2k để nhận một cái rương trang bị hiệp cốt nhu tinh. Và Khả sẽ khui cho anh em trong video này luôn anh em ơi. Và trong video này Khả sẽ tiếp tục khui 100 cái rương đồ xanh, gọi là rương ngọc lục thần anh em. Tìm đồ may mắn cũng như là tìm đồ khủng ở cái rương này nha anh em. Và anh em cùng chờ đợi thử khui như thế nào nha. Khả làm xong gia tạo này phải khui anh em xem nha anh em. 30 giờ tạo là cái rương hiệp cốt luôn. Trước khi khui ngọc lục thần chúng ta sẽ khui cái rương hiệp cốt trước. Là tính ra chúng ta sẽ có 101 rương. Đó. 100 rương đồ xanh và một rương hiệp cốt. Đó. Tại ngay video ngày hôm nay coi thử được gì không nha anh em. Hôm trước ở video bắt một khui ngọc lục thần thì Khải chỉ trả được món đồ nào luôn. 50 rương thì Khải bốc hơi hết 50 rương luôn anh em ơi. Lỗ tồn tại. Không có gì luôn. Là tính ra Khải bay hết gần 7 kim ở cái bát đầu tiên, không được món nào. Lần này thì 100 cái ngọc lục thần ra gì nha anh em. Này gia tổ thì Khải làm hoàn thành nhiệm vụ nhanh đó. Là chắc là tầm 2 phút là xong thôi. Mấy cái này trả luôn. Mấy cái tiền đi tìm làm biến luôn. Nội lực này nội quốc luôn cho anh lệ. Một tấm phục dương một. Cùng chờ đợi thiệu thử có đồ siêu phẩm không nha anh em. Mười hai, 21%. Ủa, tính ra lên cấp này kỳ lâu gơ nè. Bảo rương hiệp cốt đó, móc 4 móc 2k. Tại móc này được 3.8 tỷ kinh nghiệm lâu gơ thiệt, ngày kỳ vài phần trăm thôi. Biết khi nào lên 120 trời. Siêu phẩm ngọc bội hiệp cốt cũng được anh em à. Đang tìm ngọc bội hiệp cốt cho đủ set hiệp cốt luôn anh em ơi. Hiện tại Khải đã có mua được cái áo rồi. Áo 49 ở video trước Khải đã mua được áo 49 rồi. Lần này mà khui được ngọc bội hiệp cốt nữa, easy game luôn. Nỗ lực 51%. Nhưng mà mình có một cái gì ta. Anh em đang xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một video này, một like cho sự ủng hộ cho anh em ơi. Và sau video này khui rương xong thì Khải sẽ cố gắng lên những cái bát tiếp theo. Nếu như được sự ủng hộ của anh em hơn 100 like video này nha anh em. Video này Khải úp ngược lại trên kênh, anh em nào chưa xem thì xem lại nha. Nếu như anh em xem rồi thì cũng thử bật lên xem lại cho nó vui nữa. Ủng hộ vài view nữa. Rồi xong nhà tao. Trời ơi không có gì luôn. Rồi cánh mấy cái kinh nghiệm nữa. Rồi. Làm cho tỏi này nó được có mấy phần trăm áo thiệt sự này mà. Mất quá lộ độ từ lương bí. Rồi, dọn cái rương ấy. Để làm trăm rương gì ngay và liền em à. Bỏ vô. Rồi, chuẩn bị mang các kiểu đi nộp cái này nha. Bây giờ thì Khải sẽ qua Tương Dương Lượng Quang, Khải sẽ đổi 100 rương ngọc lục thần nha anh em. 100 rương. Let's go baby. Khui hàng. Hello anh em đang xem nha, anh em đang xem đừng ngại cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Và đây là cũng như là một cái chương trình khui đồ xanh của cùng mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử. Một trong những mấy chủ hoạt động một tay và không kéo xe anh em ơi. Và server này chỉ có đồ xanh với ăn ban này nọ quay đầu anh em ơi, không có đồ nào hơn nha anh em. Bây giờ Khải đổi anh em xem. Server này thì nhiều anh em hỏi là có đồ hồn kim quân phái không, khẳng định là không nha anh em. Đổi này. Khẳng định là không nè. Một ngọc lục thần 20 vạn và 2000 tích lũy đó. Chỉ có những đồ xanh. Một rương. Hai rương. Ba rương. Bốn rương. Năm rương. Rồi trong thời gian đợi đổi 100 hộp anh em đợi tí nè, mà đổi từng hộp lâu quá. Đó anh em ơi, tính anh em xem thì 100 ngọc lục thần thì tốn khoảng 5 kim. Rồi 2k dạng thì cứ một rương 20 vạn thì 100 rương là 2k dạng. Thì 2k dạng khoảng tầm 4 kim nữa là nó tầm 9 kim. Và 200k điểm tốn kim thì nó dao động khoảng tầm 3 kim nữa thì ở video này hết khoảng tầm 12 kim đó nè. Và như là cái này không xếp chồng được nha em, mà nó có thời gian này nè. Có thời gian là không xếp chồng được nè em ơi. Nó dính cái thời hạn sử dụng á, không xếp chồng được. Rồi khả năng cố gắng đổi 100 rương nha em.
đóng trong rương đâu đó rồi Khải cống vào rương rồi Khải đổ tiếp. Đó, đúng đã 50 rương rồi anh em à. Tiếp tục. Đó, chuẩn bị sẵn hết rồi. Chuẩn bị sẵn hết rồi. Bị sẵn hết rồi. Đó, 50 rương, tiếp tục 50 rương nữa anh em ơi. Ok anh em ơi. Khải nhờ auto nó kích khỏi mọi tay anh em ơi. Auto nó kích cũng vậy thôi anh em, không thể nào nhanh hơn được. Điều là mình tay mình không kích thôi anh em. Rồi. Cho nó mở thêm 50 rương này nữa rồi anh em bắt đầu khui anh em. Đó, thì giờ mình cho auto kích rồi thì mình vẫn đỡ auto thôi. Thì thiếu nguyên liệu trời. À, thiếu tiền vàng á. Được. Thiếu tiền vàng ta nó không chịu rút tiền trời. Tí nữa mày. Ngáo mày. Rút tiền đi má. Đầu nó không rút tiền luôn. Má auto này ngáo rồi. Cái chính là rút 150 xu mà nó bị lắc này, rút 1.500 luôn đi. Không rút tiền luôn. Đậu xanh, ngừng. Ngừng. Không rút tiền luôn. Đó, bị lắc này. Rồi. Chạy. Rồi, chờ xong này chúng ta bắt đầu khui nha anh em. Đó, cho nó chạy đi. Rồi, sau khi đổi xong 100 rương rồi em ơi, Khải cất bớt rương vào trong. Đó, hiện tại 100 rương nha anh em. Khui cho anh em xem. Rồi. Bắt hết chỗ này luôn. Rồi. Bây giờ Khải sẽ đi qua bên kia. Bữa tờ lái mình bánh cái. À, donate là ta. Cảm ơn Hoàng Khánh donate Khải 30 sao mua mì tôm nha. Cảm ơn người anh em nha. Rồi Khải gì thì giờ bác Khải bữa tờ Khải anh mình bánh cho sen á. Cho anh gửi vào này. Rồi. Chuẩn bị siêu phẩm CV. Siêu phẩm CV trong clip ngày hôm nay. Cố lên. Nói chung là bỏ tiền ra thì mình hên xui này. Mà nói chung là mình chỉ gọi là ừ, mình chơi sổ số may mắn hơn xui thôi nè. Chứ cùng nó thiệt nè thì mình không biết thử nào mà nó ra được món gì đúng không? Tại vì đồ nó rất là nhiều loại đồ và chưa chắc là mình đã ra món này món kia nên là hơn xui, tất cả là hơn xui nè mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cánh người bánh. Đầu tiên là Thiên Sơn, Quế Tửu, Hoa Tiết, rồi Cây Thông. Đó cánh tất tật luôn nè. Đậu nó đang không mà nó cánh nhiều hình quá, nhiều dòng quá, nó không hiện luôn nè. Nó kiểu nó lắc hình luôn nè. Rồi bây giờ chúng ta được thêm cục ngọc lục thần này. Ok, chúng ta thêm một phát ngọc lục thần nữa nè mày. Bị đồ điện con kia mà. Làm thêm cái này luôn. Đỡ chừa lẻ làm gì nè. Vui nuôi mắn nha nè. Rồi. 101 rương ngọc lục thần. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ mở cái rương hiệp cốt trước. Đỡ mở thì chúng ta sẽ lên Hoa Sơn nè. Như thường lệ thì anh em cùng lên Hoa Sơn. Rồi, lên Hoa Sơn mở chơi. Cái may mắn này thì anh em đi nhảy thành này nọ thì nó vẫn còn, mà điều trong người Khải con lôn, có con con lôn em nó rất là nhiều dòng em, nên là chắc chắn em nó sẽ bị ẩn này nọ thôi, còn thiệt là may mắn vẫn có trong người nha. Nếu mà anh em quay khác xem thì may mắn vẫn có một người. Rồi bây giờ Khải sẽ cho cái con nem độc này nó ra, nó đứng nó bối đồ luôn, không có đồ là nó vứt qua con này luôn em, cho nó sốp luôn. Để cho nem độc đợi tới, để cho nem độc bối đồ đó. Rồi cho nem độc lên Hoa Sơn luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ bói đồ. Nem độc Khải cũng ngon lành lắm anh em. Rồi. Nem độc thì chỉ việc lên Hoa Sơn đứng bói đồ thôi, không còn làm gì hết anh em, chỉ việc đồ rác quanh ra là nem độc lắm. Cứ đồ rác quanh ra nem độc lắm. Đó. Anh em cùng xem này, vừa rồi Khải có cắn may mắn anh em, thì anh em cùng xem con nem độc Khải nó đầy may mắn trên đầu luôn này nè. Rồi, đây anh em thấy không? Ở đứng chỗ này thì con nem độc nó sẽ tự động phù diệu cũng như là bắn đồ này nọ luôn nha anh em. Rồi. Bữa tôi nem động á, cái gì vứt đồ cho nó nhặt luôn. Nếu không có đồ gì ngon thì nó vứt nó nhặt luôn. Đấy. Nem không? Trên đầu nem động đầy may mắn này nè. Vừa rồi nãy bữa tôi Khải bữa tôi nem động luôn nè. Rồi, khui khui khui. Rồi, một cái khắc nhẹ này. Rồi, ok, đúng nào đây. Rồi. Vậy thì đầu tiên Khải sẽ khui cái món hiệp cốt cho nha anh em. Hiệp cốt cho nha mọi người ơi. Khui hàng, khui hàng, khui hàng. Úp, úp, úp. Anh em đang xem video đừng quên đỡ lại một like, chia sẻ, ủng hộ chơi anh em ơi. Hiện tại bây giờ chưa biết được gì anh em ơi. Khui. Khui. Để xem thử món gì anh em ơi. Khui thử món gì anh em ơi. Hai ô. Trời ơi, nhân viên nhu tình. Buồn thiệt sự. Là xấu bỏ anh em ơi. Ra khơi. Mất 4 kim. Mất 4 kim. Cái này là bán ra ngoài 4 kim đó anh em. Rồi, mất 4 kim anh em ơi. Không có giá trị gì hết, mất 4 kim. Rồi, tiếp theo 100 rương ngọc lục thần. Khui nè. Khui nè. Áo áo.
Áo, sao toàn áo không vậy? Bói. Áo, áo này shop luôn. Khó cần nhận luôn anh em ơi. Shop. Shop luôn. Mình quanh cái này cho con đem động nó lái luôn nha nè. Đó. Rồi đem động lái luôn. Vô chân băng shop. Rồi tiếp tục. Khui hàng. Áo. Áo. Đài. Áo. Đài, ok. Hết chỗ nè, hết chỗ. Khả phải từ từ bói đồ, tiếp tục bói tiếp nè em ơi. Khui hàng. Đồ áo 540. Phục hồi đâu? Đồ có phục hồi được có ít tiền rồi anh em. Phục hồi 40 là có tiền rồi. Đồ áo buồn gơ gốm nè. Cái này mình thay vào đai lưng ngon rồi. Ôi trời, năm sử dòng ngon em ơi. Đồ hai cái áo thiệt sự nè em ạ. Tiếp theo. Từ từ Khả đang tính thử đang làm đâu người ta. À bây giờ được rồi. Nó sẽ cho nó. Rồi. Tiếp tục. Shop luôn. Đai lưng. Chón kháng hở. Rồi sợ này củi quá, được sinh lực cao thôi. Không banh cao, shop luôn. Rồi shop anh em ơi. Đai lưng này chắc cũng shop thôi anh em ơi. Không làm được gì. Tiếp theo. Áo. Đó. Đồ cái này mà thấy là bằng đai lưng được vài kim anh em. Bộ được vài kim anh em. Rồi nói chung là áo đó cũng như shop luôn, chả làm được gì. Áo khăn lôi. Shop. Má cành quá, cành quá. Rồi giờ anh em sử dụng đai. Ở cái đai này, đai lúc nãy không nói nữa. Đậu xanh. Hiện tại bây giờ là đã khui gần 15 lương rồi anh em ơi. Còn 85 lương nữa. Anh em đang xem trong một lao hồ chơi anh em ơi. Cái này shop hết, không có món nào được xài được luôn anh em. Rồi tiếp theo. Áo. Nón. Áo. Khui này. Khui hàng này. Nón trúng độc vứt. Áo hàng họ vứt. Trời ơi hai dòng. Nón vứt. Nón áo vứt. Ôi toàn hình em ơi. Gì mà chưa có món nào được nha em. Chỉ được cái đai lưng gọi là được gọi là có thể xài được anh em. Cái đai lưng cũng chưa gọi là bán được. Đai lưng chỉ được gọi là có thể cho xe xài được thôi anh em ơi. Hiện tại đã gần 40 rương rồi. Gần 30 rương rồi. Hôm trước Khải mua, hôm trước ở cái bát một khuôn gặp lục thần, Khải khui 50 rương cũng lỗ sắp mặt lỗ. Như là tụi nó lúc đó tiền vạn hay mắc là Khải lỗ, lúc đó 7 kim đó nè. Rồi, ui. Lần này lời lỗ. Đồ, cái nón sẽ lượng lực 9x nón kim này, không ai xài. Đụng này không nên thua vài chục vạn nè. Gọi là được xài đó, gọi là được xài đó. Không được đẹp lắm mà được gọi là được xài. Có người xài, số. Sinh lực, uầy, sinh lực 120 nè em ơi. Ui. Đó. Đồ, kháng hỏa 19 không phục hồi ta. Má nó cho thêm phục hồi 40 là có tròn thiếu lâm mang luôn em. Ôi ôi, năm số dòng đẹp cơ. Rồi 530. Lực thông pháp. Nón này chắc cũng sốt luôn, nón này chả có sinh lực luôn nè. Được cái dòng thông pháp với 530, không có sinh lực này nọ hết, cùi quá. Được cái nón này gọi là được xài đó. Những món được xài khá đỡ lại cho em xem. Chứ thiệt tình là đỡ bán được thì chưa bán được nha em. Gọi là được xài thôi chưa bán được. Không có đồ may mắn nè em ơi, Khải không có đồ may mắn nè em ơi. Vui. Chưa có cái vũ khí mà luôn. Nón sốt. Áo một dòng. Ôi, nón 540 đậu xanh. Cũng được nha, nón này ngon ấy. Được, nón này hợp lý nè mà. Nón này được nè. Được một món. Bộ được hơn kim, cái nón này được hơn kim. Ôi giời. Nón này nó sốt. Được cái nón 540 nè em ơi. Rồi ok. Toàn này chưa hết mà 30 rương ra đây nè. 30 rương ra đây thì chỉ gom được một cái nón 540. Gọi là có thể bán được vài kim. Đó. Nón đó thì có thể thiên nhẫn cái bang nó xài đẹp nè em ơi. Được một món thôi. Tiếp tục nè em ơi. Nhìn lá thì biết rương nữa. Má toàn này. À, bây giờ Khải sẽ lấy thêm 30 rương. Lúc nãy thì 30 rương, tầm này thêm 30 rương nữa nha nè. Tại vì nó chật chỗ quá, không có chỗ bối độ nè. Nên là lấy lần 30 rương nè em ơi. Lần 1 đã xong. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục 30 rương tiếp theo. Bỏ những cái món mà vô được có bán được tiền như là có thể xài được bỏ vào rương. Rồi.
Thế chúng ta khui tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. Kinh quá, kinh quá. Anh em đang xem trong một lòng hồ chơi em ơi. Các bạn. Nón à, nón là cái thiên sơn này anh em. Nón là thiên sơn này. Thiên sơn này. Nón là thiên sơn này. Tại vì cánh cái nón là có thiên sơn đó anh em. Cánh thiên sơn là không cần cánh nón làm gì. Rồi, khui. Bỏ cái này nó rộng rộng tí, có khi ra cài vũ khí thì sao? Cài vũ khí đồ tóc sát thương đồ ngon lành bán vài chục củ sao anh em? Đó. Tầm này là 29 rương này. Tính tính xem mà anh ngờ 30 rương mà ra 29 rương cũng được. Khui. Áo. Áo nón. Nón. Sao toàn áo với nón không vậy? Nón. Vũ khí đâu? Nón. Ui sao ơi, toàn nón rồi em ơi. Khui. Đù, áo không phục hồi nè em ơi. 1 triệu được tầm 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 á. Được nha em ơi. Nếu 1 triệu thì mua khoảng tầm 98, 97 là được nha Hoàng Khánh Linh ơi. Rồi cho mua đồ nè em ơi. Nón này cũng sốt luôn. Trời ơi, nón này họ kim xài được, bán được vài trăm, gọi là xài được, bán được, bán có tiền cũng khó nè mà. Sinh lực cao. Sốt. Ôi trời ơi, được cái nón này cũng được, vài chục vạn, không anh thua. Rồi, sốt. Hiện tại đã gần 40 rương, chưa có gì gọi là nè mày. Đủ áo nữa. Đồ. Trời cái áo của mày. Sốt nè. Sốt nè. Lại nón kim, nó đủ nón kim nhiều mày. Nón này cũng xài nguyên thu sốt bà luôn rồi em ơi. Cái này bắn sốt. Rồi nón kim kháng độc cao quá chứ. Rồi mà không có lượng lượng trả thì mình dùng. Cái này sốt sốt sốt. Đôi giày. Đôi giày này cũng gọi là tạm ổn. Thôi ok. Vứt nó đi em ơi. Mấy cái này gọi là thiệt, gọi là bán vài chục vạn một món không được, không tới luôn nè. Nói chung là chưa thu được gì. Mấy này bán sốt cũng được nè mà. Hoặc là đỡ xài xe nè. Anh em nào trong băng chưa có thì xài được. Chứ không thì thua. Ôi giời ơi. Mới một mớ được hai đai lưng anh em ơi. Rồi à, Khải bán đồ bên này. Đã bán sốt bên này hết ạ. Chặt rương. Chặt rương. Chặt rương. Rồi. Được một những món đồ còn xài xài tầm tầm. Khui tiếp tục. Trời ơi. Nó trong độc 40 không. Lúc này mà chón rồi kháng hỏa đồ cũng được vài kim anh em. Tiếp theo. Ui. Ồ, nó ngon cơ nha. Nó này ngon ngon ngon. Hàng về, hàng về. Hàng đẹp. Hàng đẹp sẽ đăng bang. Đăng bang nhu tình. Quá đẹp anh em ơi. Đủ cái này mà chón dòng một nữa ngon nữa. Này quá đẹp anh em ơi. Sinh khí 14 nữa. Nói chung là nón này đó mà bán chắc cũng được vài kim. Không không lỗ đâu anh em ơi. Nón này so đến hiện tại bây giờ cũng cái hàng đẹp ấy. Sinh lực lực kháng họ chón 40, sinh khí 14 đẹp. Tiếp theo. Ôi, đây lưng rác, đây lưng rác, đậu dân. Rác luôn. Nón này rác luôn. Áo này rác luôn, đủ sao toàn rác hoàng người má. Rác luôn, đây lưng cuối cùng. Ôi dồi, đây lưng này sốt luôn. Mấy món này không xài được món nào luôn em ơi. Chỉ được một cái nón là gọi là có tiền. Đó, nón gọi là có tiền. Cái nón gọi là có tiền còn lại rác không. Rồi, nhiều bằng số cái này đã. Anh em thấy không? Đồ thì dòng dòng không có dùng nào mà đã có đồ nó full nộp luôn em, đồ áo thiệt sự luôn. Rồi được một cái nón nha em ơi. Tôi như rồi được một cái nón, còn mấy cái này chả được là shop hết. Rồi. Cứ tiếp. Nón. Vậy. Rồi. Này có vẻ có vài món xài khôi được. Khui mấy món khôi được rồi. Ôi xa xa xa. Hàng về, tiền về. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Cái này xài sọt server vẫn đánh cấp nha anh em. Ôi, sinh lực 160. Sinh lực 66 mà còn sinh khí 17. Kháng hỏa 14. Cái này là khẳng định anh em luôn. Tiền về. Tiền về. Tiền về. Rồi, xa xa. Cái này bán chắc chắn phải trên 5 đến 10 kim. Khẳng định anh em luôn. Trên 50 kim cho anh em. Hiện tại nếu mà có mua xài dòng 1 vẫn đánh cấp. Xài sọt server vẫn đánh cấp. Quá tuyệt vời. Ngon lành cần đau. Hàng này 15 kim còn không muốn bán đó. 5 kim gì ở đây. Dòng 1 chón 40 đã 10 kim rồi. Tiếp tục anh em ơi.
Tiền về. Cái nón này, cái dây này là thu tiền anh em à, thu lời luôn, không lỗ luôn. Tiếp theo. Ủa, hàng đẹp về, hàng đẹp về. Ui trời ơi, thêm một cái nón nữa hả? À cái nón này, nón này. Tưởng thêm một cái nón này. À nón này nè em ơi. Shop. 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 Tưởng thêm một cái nón chón nữa. À ok. À ok, được hai món VIP rồi nè em ơi. Rồi, thêm mấy con đáp cái này nữa. Đâu, được cái này, được một cái đôi giày đó là có thể thu vốn nè em, không lỗ rồi nè em à. Chắc chắn với em một điều là không lỗ nha nè em. Thu hàng, hàng về. Thu được cái đôi giày đó là bù tiền rồi nè em ơi, không lỗ nè em à. Chắc chắn với em luôn. Sửa server này, đôi giày đó mãi đỉnh nè em à. Mãi đỉnh, mãi đỉnh. Tìm không ra là mãi đỉnh luôn nha anh em. Rồi. Ok, về bờ. Chúng ta sẽ khui tiếp tục hàng tiếp theo. Đúng rồi, đã không ra thì thôi, ra phát một là hàng mắt luôn em ơi. Được nha, cái này chơi được. Hiện tại nếu mà đôi đó phòng thủ lý làm chậm thì thiệt lại gấp 5, gấp 6 lần cái món thủy luôn nè. Cái món thủy thì đã gọi là hàng hiếm rồi. Món thủy đã gọi là hàng hiếm rồi. Nhưng mà nó đã ra ra mắt luôn. Nếu cái đó mà ra họ nữa, trời ơi dồi ôi luôn em ơi. Nếu mà cái này ra họ nữa thì thiệt anh em vô bờ nè em à. Có chó giữ nhà rồi, khỏi phải lo nè em à. Bán được đôi đó chúng ta chơi tiếp. Rồi, tiếp tục 30 rương tiếp theo. Quá đẳng cấp. Rồi, những rương cuối cùng. Ôi, bên này còn một mớ nữa này em ơi. Ui, hết luôn. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Nô 1 luôn em ơi, dây đó nô 1 em ơi. Dây nô 1. Không dưới 1 triệu đâu. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo, tiếp theo. Tiếp theo, tiếp theo. Đó, tiếp theo em ơi. Như đây, tèo lên này, ông nào đây? Ông nào đây? Ui. Đây lưng. Áo. À đây. Đậu. Ai đây? Ai đây? Anh em. Phun rương. Ý. Ồ, thử lực coi nhá. Ồ, mà phun rương biết khui kiểu gì luôn nè. Phun rương biết khui kiểu gì cho nó hợp lý luôn nè. Nó. Dạ. Sinh lực cao. Có gì hết. Đủ xanh. Đai. Rồi, đai này đủ xài không anh thua nè em ơi. Rồi. Tiếp tục. Má chặt rương quá, chặt rương quá. Thôi tiếp tục. Hiện tại server này là server đồ xanh nên là những món đó cực kỳ giá trị nè em ơi, như cái nón này nọ xấu dòng quá pin luôn nè. Giày nữa. Đủ giày thủ lý làm chậm thôi. Đai lưng thủ lý làm chậm coi. Đai lưng thủ lý làm chậm, giày thủ lý làm chậm. Áo shop. Ôi trời ơi, đôi giày này cho anh em mang này. Ui quá. Ôi trời ơi. Đây này, này sinh lực nó 15 mà thám vãi chướng. Sinh lực 15. Vãi cả nồi. Rồi shop. Sinh lực 15 chán vãi chướng nè. À ok, Nguyễn Cường ơi. Chạy lên đứng gần gần nên em đừng đứng xa mà đỡ khảo nhiệt độ nên em. Lần này không yên thua nè. Chó được dùng nội lực không có dùng gì hết. Rồi tiếp theo. Khui. Rộng rộng rương hơn chút quá. Tầm này Khả đang tìm phòng thủ lý từ đai lưng cũng như là giày nè em ơi. Pha nãy mà cho có đôi giày phòng thủ lý. Trời ơi má, đôi giày đó gấp 5 lần luôn nè. Bèo lắm, bán 5-7 triệu là chuyện bình thường nè. Đôi giày đó. Nếu hở hở. Rồi full nộp. Nếu hở hở phòng thủ lý 17 làm chậm 40. Ôi rồi thông pháp này nọ đó. Tiền về ối dồi ôi luôn. Ôi áo xấu dòng tồn ra. Rồi tiếp theo. Hay quá, hay quá. Này sốt một vài món cho nó khỏi chặt đường á. Rồi tiếp tục bói đồ tiếp nè em ơi. Rồi bói đồ tiếp. Hiện tại đã trôi qua hơn 17 phút rồi. May mắn vẫn còn em nói là em khỏi lo nè em ơi. May mắn vẫn còn. Nón. Áo. Hai áo. Trời ơi không có phục hồi. Đục áo. Mấy cái áo mình không thấy cái áo nào phục hồi nha. Ôi nón kim được nè. Nón kim lại có tiền nè. Nón kim này bèo lắm bán cũng được 500 xu đến 1 kim. Cũng được. Sinh lực 140, kháng độc 15, nỗ lực. Hàng này thì đường môn đi đường môn đi chuẩn năm hành hoặc là nghe mi đi chuẩn năm hành này nọ hoặc là côn đao đi cũng khá là đẹp. Chuẩn năm hành cũng khá là đẹp. Đây. Giày. Áo. Bao tay. Ui, giờ mới thấy một bao tay luôn, lâu lắm mới thấy được bao tay luôn á. Áo shop. Ôi trời ơi, không có phòng thủ. Đâu, một đôi giày quá được nhưng mà không có phòng thủ nữa nè.
Trời, cái này thêm phòng thủ 15 là tiền về rồi. À, ok. Ôi, kháng hỏi bạn. Ngon, ngon, ngon. Tròn thiếu 5 khả luôn em ơi. Đang cần đại lưng. Đẹp. Quá đẹp luôn. Ôi, bàn tay sinh lực cao, bàn tay này ngon này. Được, cua tiếp. Nón chống 30. Nội lực. Rồi, shop này. Rồi, shop này. Đó, như những cái món đồ shop thì Khải nằm thấy bên này nè. Thì Khải đưa ông này, Khải đưa ra là nằm đọc từ nó bán thôi. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Xíu nữa tiền về cái đôi giày anh em ơi. Ui. Chặt rương quá, chặt rương quá. 520. Shop luôn. Rồi, không có gì luôn. Shop luôn. Đây. Áo chết cụ rồi, không vô đồ áo. Đây. Rồi. Trời ơi, ra nó bán được gì nó bán đi nè. Mà tính ra hai cái dạng mà bán ba mới mới rác chứ được chưa tới 20 vạn. Chơi đồ cho nhiệt tình mà thu lại bao nhiêu nên thấy lỗ sắp mặt cho nè. Thu chơi là chơi nhiệt tình luôn mà thu lại trả được bao nhiêu luôn nè. Rồi, khui. Ôi, đôi giày xấu dòng xinh khí. Ôi, má ra đôi giày. Này cho 40 nữa có tiền nữa. Sốp. Này chưa thấy cái áo nào phục hồi luôn nha anh em. Ôi, sinh lực, nỗ lực cao giống cái nón gì vậy. Nón này nỗ lực cao. Hoàng kim. Trời ơi, đai lưng này cũng chả hình thua nữa mà. Vài chục vạn. Vui. Vui. Đã khai bón rương đó. Còn 10 rương cuối cùng. Món này có tiền đẳng cấp bán vài kim vài chục kim rồi phải đến em xem còn lại mấy món này thì có thể là ngồi shop bán vài chục vạn hoặc là cả trăm vạn cũng có người mua 200 vạn chứ cũng có người mua. Rồi khui tiếp tục 8 rung cuối cùng. Đồ không có cái gì, không có đồ nào ngon luôn ta. Má cái đôi giày này cũng thủ lý ngon hết rồi, hết giày rồi nè mày. Nón áo. Nón shop. Shop. Ôi trời ơi. Đồ đậu xanh cũng được, số dòng cũng ngon đấy, nhưng mà vấn đề là cứ 530 thôi thì gọi là xài gọi là cũng tầm ổn thôi, sinh lực cũng lực. Trời ơi, nó này bán được 2-3 kim, 2-3 kim kim shop luôn. Rồi shop. Ui, cái nón 20 chóng 30 đẹp không anh em, đủ xanh. Rồi ok, được vài món đồ cũng gọi là tạm ổn đỡ đủ xài nè. Còn lại toàn rác hết. Nón nè, áo rác nè. Rác nè. Rồi. Nói chung là với khoảng 12 kim thì Khải nghĩ cũng thu được không lỗ lắm đâu nè. 12 kim mà đỡ cái lần này mà gọi là mình cũng có thể là về bờ nè mà. Rồi cái đám 22 này khỏi chơi luôn nè. Thôi ok, hay đấy. Lần sau mình sẽ cố gắng làm thêm vài bát nữa, khui cái này khá là hay nè. Hơi tốn kém tới nhưng mà ra đồ là khá là đẹp nè mà. Còn hai đường cuối à? À, ái xà xà, thái, còn hai đường cuối, ok. Khui. Đục nón với áo. Đục bằng nón thùng lý như nè. Nón với áo. Khui. Xôi. Ôi, rắc không. Nỗ lực võ nè mà. Nỗ lực sốt. Rồi. Nỗ lực sốt, không làm được gì. Rồi, bỏ rắc luôn rồi, làm biến quá. Rồi. Để tổng thở cho anh em xem thử lời lỗi năm ơi. Với khoảng cái rương này là cái rương nhu tình là 4 kim này. Ra đây này với lại 12 kim này Khải ở video này Khải hết khoảng tầm 16 kim thì dao động khoảng 1 triệu anh em ơi, 1 triệu hơn một tí thôi. Nếu mà ra đôi giày phòng đôi giày họ kia là có thể bù vốn anh em ơi, không lỗ lắm đâu anh em ơi. Đây. Để những món mà Khải bán có tiền được thì Khải đã bỏ rương cho anh em xem. Đây. Cho anh em xem thử lời lỗi anh em ơi. Đây. Nói chung mấy món gắn có tiền thì mới đỡ thôi, còn lại mấy món xì đà vứt hơn em ơi. Rồi còn cái nào nữa. Đây còn bên này cũng mới nữa nè em ơi. Nói chung là mấy món vài trăm xu này nọ Khải cũng tổng cho anh em xem luôn nha. Đây à, đầu tiên thì có hai món VIP. Đó là một đôi giày. Đây nè. Đôi giày này á, xấu dân này á, hiện tại so đến hiện tại bây giờ nếu ai nào ai mua thì có thể kích được dòng chón dòng 1 thì có thể xài đến khi nào có ông ba hay nhu tình gì đó. Tuy hiệp cốt đó thì đôi giày này thì nó vẫn
đẹp cho đến hiện tại, cho đến sập sẽ vẫn đẹp nè mày. Đôi giày này vẫn đẹp. Nếu mà không ổn thì đôi giày này, nếu Khải lên set, nếu mà Khải lên set hiệp cốt thì đôi giày này Khải sẽ xài, không bán đâu nè mày. Đó, ok cho anh em. Nếu đôi giày này Khải lên được set hiệp cốt thì đôi giày này Khải là người xài, không cần phải bán. Đó, còn nếu mà phải bán đôi giày này trên 1,5 triệu, 2 triệu mới bán, còn không không bán. Ok chưa? Đó, chắc chắn với anh em một điều luôn. Con lô này đôi giày này nhìn phải khỏi chảy giải luôn nè. Rồi, cái nón này thì cũng quá đẹp. Set hiệp cốt nhu tình, nếu mà anh em có thể hiệp hiệp cốt không xài được rồi, chỉ có set ăn ban. Ăn ban là sau này đường môn nó xài theo hướng này thì cái nón này bèo lắm, có bán chân riêng nữa thì cái nón này bèo lắm được 5 đến 10 kim. 5 đến 10 kim nè, không rẻ đâu nè. 5 đến 10 kim. Đó, thấy chưa? Bèo bèo thu được, bèo bèo cũng được 20 kim nè. Không lỗi nha mọi người. Rồi nón này thì 100 xu vứt bên đi. Nón này này, nón này thì sinh lực lực làm chậm thì bán cho mọi người thiện nhẫn tầm này thì hồi chuẩn năm hành thì cũng được khoảng 1,5 kim, 2 kim. Đó. Đó, ok chưa? Rồi, cái đôi giày này bèo lắm bán ra. Đỡ mà nói dòng 2 thì nó bán hơi chậm một chút, nhưng mà đỡ mà nói bán ra thì bèo lắm nó cũng được khoảng 2 kim nữa. Đó. Đai lưng này thì sinh lực lực chống 20. Đai lưng này thì được cái sinh lực lực mà nếu mà đỡ đi chuẩn năm hành của thiên nhẫn cái băng rồng thì nó vẫn đạt được gọi là 80 chậm và 40 chót. 40 chót ở cái đai lưng và nhẫn chuẩn xét năm hành hỏa thì đai lưng này chắc cũng tầm 500 xu chắc cũng chơi nè. 500 xu chắc cũng chơi. Rồi, đai lưng này thì kháng hỏa dòng 1 quá biên luôn, không còn phải chơi đâu nè. Sinh lực 146. Đai lưng này nếu mà có thể thì bán thì ra ngoài thì người chắc được 2-3 kim, có thể là 5 kim. Nếu thực sự chắc cũng 5 kim. Nếu mà đỡ xài thì con thiếu lâm mình xài là hợp lý. Rồi, còn cái nón này thì kháng hỏa cũng thiếu lâm xài thôi, cũng không bán làm gì, tại vì cái chón nó còn hơi ít quá. Thiếu lâm kích dùng 1. Nó nón này thì khỏi chơi rồi. Nón này thì đỡ mà nói thì tầm này thì nó được rất là sinh lực của lực phòng thủ 12 và làm chậm 30. Thì cái nón này nếu thực sự bây giờ bán cho bán chân nữa thì bèo giá lắm cũng được 2 đến 3 kim. Đó, đây cái nón này bèo giá lắm cũng được 2 đến 3 kim. Đợi đến set ăn ban thì có thể lái ra mà dùng, không có thiệt lắm, cũng gọi là khá ok. Nếu cái này mà thằng pháp 15 nữa thì đường môn ối rồi luôn nè. Nếu thằng pháp 15 nữa thì quá tuyệt vời. Thằng pháp hơi thấp quá thì cao lắm nó được 2 đến 3 kim. Rồi, cái nón này vài trăm xu này không nói rồi. Ok, nói chung là tổng doanh thu thì thiệt hại thì khả tốn khoảng tầm 16 kim nhưng mà thu cũng được hơn 25 kim đó nè, không lỗ đâu mọi người. Ồ, không được cao khí luôn nè. Đây, cảm ơn em đã theo dõi video này và xin kính chúc em luôn xem video vui vẻ và đừng quên Khải hay livestream trực tiếp vào lúc 7 giờ hoặc là 7 giờ tối 30 phút hàng ngày nha Nam ơi. Đó. Thu về, lúa về, lúa về nha Nam. Rồi. Chúng thì nếu mà không bán được đôi giày thì Khải có thể đổi dành đến set hiệp cốt Khải mang cũng không lỗ đâu nè. Đôi giày đó tìm khó lắm nè Nam ơi. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi rất nhiều nha. Quá tuyệt.